Trần Tâm, ngay cả ngươi cũng đến tranh hồn thủy sao? Sắc mặt Bạch Y Phong Hào Đấu La buồn bực nói. Bạch Y lão nhân này đúng là một trong hai vị bảo vệ trụ cột của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Đấu La Trần Tâm, tại cấp bậc Phong Hào Đấu La, những người khác đều có thói quen xưng hô hắn là Kiếm Đạo Trần Tâm, một tiếng này là nói về vũ hồn trường kiếm trong tay hắn, luận về lực công kích, có thể so sánh với hắn tuyệt đối không có nhiều người. Nguyệt Quan, thật là hay cho ngươi, thân là Phong Hào Đấu La mà lại ở chỗ này khi dễ tiểu tử, mà lại còn giấu đầu hở đuôi như thế, thật sự ngươi không sợ người khác nhạo báng sao? Đường Tam là bằng hữu của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta, Trần Tâm thanh âm không lớn, nhưng làm cho chàng chiến đấu ở ngoài ngoại trừ Độc Cô Bác cùng bóng đen kia đều ngừng lại bởi vì thanh âm hắn tựa như lưỡi dao sắc bén, cứa vào nội tâm mỗi người. Nói như vậy, các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông là thật sự muốn cùng chúng ta đối nghịch, sắc mặt Phong Hào Đấu La áo trắng dưới lớp khăn che mặt đã trở nên hết sức khó coi, hắn sợ rằng nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành, xuất chiến có đến hai gã Phong Hào Đấu La, vậy mà nhiệm vụ không hoàn thành, thì thật là mất thể diện cực kỳ. Thượng Tam Môn dựa vào nhau mà sống, Cúc Hoa Quan, chẳng lẽ ngay cả điều này ngươi cũng không biết sao, một thanh âm thanh nhã nhặn vang lên, chữ Phong Chí với một thân mộc mạc không biết lúc nào đã xuất hiện trên một mỏm núi nhô ra, bên cạnh còn có Thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc. Bảo quang của Thất Bảo Lưu Ly Tháp lóe ra, bảy hồn hoàn cao thấp di chuyển, mặc dù chỉ là bảy hồn hoàn, nhưng trước tình hình này, Cúc Đấu La Nguyệt Quan đã đưa ra chủ ý. Hôm nay chúng ta nhận rút lui, quỷ mị chúng ta đi. Trên cô trung một tiếng nổ ầm ầm, Độc Cô Bác hóa thân thành Bích Lân Xà Hoàng thối lui, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai đại Phong Hào Đấu La lặng yên biến mất, Hắc Y Nhân giống như thủy triều thối lui, trong khi rút lui, chúng vẫn không quên mang theo thi thể đồng bọn, đến ngay cả một kiện vũ khí cũng không có lưu lại, tới đã nhanh mà rút đi còn nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt, đạo phỉ mang đến uy hiếp chí mạng cũng đã biến mất bên kia sườn núi. Phụ thân, sao người lại tới đây, chữ Vinh Vinh hưng phấn vọt tới, nhảy vào trong lòng, lúc này, nàng cũng đã quên mất chính mình vẫn còn đang phải ẩn giấu thân phận ở học viện. Xí Hỏa Học Viện cùng Thần Phong Học Viện vừa mới hoàn thành liên minh, các đệ tử này sắc mặt nhất thời biến thành cực kỳ khó coi, Hỏa Vũ cùng Phong Tiếu Thiên liếc nhau, mạnh như bọn họ, mà vẻ mặt lúc này cũng không khỏi hiện ra một tia cười khổ, trong Sử Lai Khắc thất quái, không ngờ còn cất giấu nữ nhi của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn xuất hiện ra bốn vị Phong Hào Đấu La tranh đấu, bọn họ đến tột cùng là loại người nào? Chữ Phong Chí vừa xuất hiện liền bước lui đối thủ, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, hắn thân mình khả năng phòng thủ và công kích đều không mạnh, nhưng chỉ cần có hắn phụ trợ thì một vị Phong Hào Đấu La cũng tương đương với hai vị, vì vậy dưới phụ trợ của hắn thì chỉ cần một mình Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng đủ đối phó với Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, càng huống chi còn có cả Độc Cô Bá cờ đây nữa. Chữ Phong Chí ôm nữ nhi mỉm cười nói, ta như nào lại không bảo vệ các ngươi, vì ta còn nhận sự ủy thác của bệ hạ bảo vệ thái tử. Hóa ra, thái tử Tuyết Thanh Hà làm đại biểu cho Thiên Đấu Đế Quốc cũng không có nhiều tùy tùng, ngoại trừ 15 học viện hồn sư ra, hắn còn chuẩn bị một xe ngựa, nhưng trong đó không phải chỉ có mình hắn mà còn có cả chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La Trần Tâm nữa. Thân là thái tử, Tuyết Thanh Hà là tương lai của Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Dạ Đại Đế sao có thể để hắn gặp nguy hiểm cơ chứ, cho nên hắn đã khẩn cầu xin mời chữ Phong Chí âm thầm bảo vệ, mà làm tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bên người chữ Phong Chí cũng lại có một vị bảo vệ cường đại, lần này đến phiên Kiếm Đấu La đi theo, Cốt Đấu La tọa trấn Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lúc trước, bọn hắn cũng không nóng vội xuất hiện vốn tại lần thứ hai hồn đấu la kim ưng muốn động thủ, Trần Tâm cũng đã chuẩn bị ra tay, nhưng lúc này Độc Cô Bác lại đột nhiên xuất hiện. Cứ như vậy, chiến đấu giảm đi sự lo lắng, khi hai người Thất Bảo Lưu Ly Tông xuất hiện đã hoàn toàn áp chế đối thủ, Phong Hào Đấu La cũng đều không phải kẻ ngu, lúc này mới lập tức mang theo kẻ dưới tay rút lui. Bước lui đối thủ, tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác như chút được gánh nặng, nếu nói tại lúc khi chút đạo phỉ xuất hiện, các học viện hồn sư chưa từng để ý, nhưng khi hai gã Phong Hào Đấu La xuất hiện, làm cho bọn chúng có cảm giác muốn nói mà không được. Nhưng đó đều là Phong Hào Đấu La, hôm nay tổng cộng xuất hiện 4 vị, thật là nhiều, tương đương với 1/4 hoặc 1/5 của toàn đại lục rồi, trước mặt Phong Hào Đấu La, họ cảm thấy thật là nhỏ bé. Biểu hiện của Tuyết Thanh Hà đúng là được giáo dục thành mộ đế vương từ nhỏ, nên ngay khi địch nhân rút lui, hắn bắt đầu chỉ huy hoàng gia kỵ sĩ đoàn đem những xe ngựa không bị hỏng kéo lên phía trước, cứu chữa các chiến mã bị thương, khôi phục lại đội hình.
Trong chốc lát, ngoại trừ các chiến mã đã chết được xếp gọn bên ngoài, 500 chiến sĩ của đoàn Hoàng gia kỵ sĩ đại bộ phận đã khôi phục lực chiến đấu. Lúc trước, lũ cướp áo đen giao thủ sát ý không đủ, đại đa số chỉ là phòng ngự du đấu để cho hai gã phong hào đấu la tranh thủ thời gian, cho nên tổn thương lớn nhất là lúc Đường Tam dùng ám khí kịch độc giết chết hơn 100 người. Tuyết Thanh Hà làm xong công tác sắp xếp, lúc này mới trở lại bên chữ Phong Chí cung kính nói, sư phụ, ngài xem tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Chữ Phong Chí lạnh nhạt cười, giữ nguyên kế hoạch tiếp tục đi tới, có lần này giáo huấn, bọn họ cũng không dám vọng động quay lại gây sự, dù sao, bọn họ còn không vì Đường Tam mà nỗ lực quá lớn. Là tiếp tục đi tới. Cả đội ngũ tiếp tục đi tới, nhưng hào khí lại đã rõ ràng trở nên khẩn trương hơn, Đường Tam trước tiên leo lên trên xe ngựa của Sử Lai Khắc Học Viện, hắn biết, bây giờ chính mình đã thành tiêu điểm của mọi người. Lúc trước nhiệm vụ của hai gã phong hào đấu la rõ ràng chính là muốn đánh chết mình. Một lần thất bại, cũng không có nghĩa là lần sau bọn họ còn có thể thất bại, bị cấp bậc phong hào đấu la này ám sát, thì mũi nhọn sau lưng này không thể coi thường được. Những người khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không có bước vào xe ngựa, trên xe ngựa chính là chữ Phong Chí cùng Trần Tâm và Độc Cô Bác, bọn họ cần phải cùng Đường Tam cẩn thận nói chuyện. Đường Tam thấy có chút bực mình, tại hồn sư cùng cấp bậc, hắn đều là người nổ bật hơn cả, thậm chí so với hồn sư cấp bậc cao hơn hắn thì cũng rất khó chiếm được chút tiện nghi trước mặt hắn. Nhưng lần này đối thủ lại là cấp bậc phong hào đấu la, hắn cũng không có biện pháp dùng kỹ xảo nào có thể bù đắp được lỗ hống đó. Chữ Phong Chí trước tiên hướng Độc Cô Bác gật đầu, mỉm cười, kiếm đấu la Trần Tâm cũng trực tiếp nhắm hai mắt dưỡng thần. Đối với người khác, Độc Cô Bác có lẽ lại tỏ ý khinh thường, nhưng ngồi trước mặt hắn chính là đương kim tông chủ của Thượng Tam Môn trong thất đại tông môn, được thiên hạ xưng là tông môn có tài lực đứng đầu. Ngài khỏe chứ, chữ tông chủ. Chữ Phong Chí thở dài một tiếng nói, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, họ lại có thể ra tay nhanh như vậy, hơn nữa không ngờ họ lại ra tay không chút lưu tình, xem ra, khi Đường Tam bại lộ Hạo Thiên Truy, bọn họ đã hạ quyết tâm rồi. Độc Cô Bác gật đầu, nhìn bên người Đường Tam một chút, không khỏi tỏ ra sự lo lắng bọn người kia nếu đã hạ quyết tâm, sợ rằng Tiểu Tam sẽ gặp nguy hiểm, hay là bây giờ trước tiên để hắn không tham gia trận đấu để ẩn giấu hoặc tìm được cha hắn, thì mới có thể cam đoan bảo vệ được an toàn cho hắn, chúng ta đều không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ hắn được. Chữ Phong Chí vuốt cằm nói, ta cũng có ý như vậy, mặc dù trước khi trận chung kết chấm dứt, chúng có thể sẽ không ra tay lần nữa, nhưng an toàn của Đường Tam cũng không thể đảm bảo được. Tiểu Tam, nếu ngươi nguyện ý, ta để Trần Tâm thúc thúc hộ tống ngươi đến thất bảo Lưu Ly Tông, ở đó, mặc dù ta không dám nói tuyệt đối an toàn, nhưng người nào muốn gây bất lợi với ngươi cũng cô dễ dàng gì. Đường Tam nhìn thẳng vào hai mắt của chữ Phong Chí nói, chữ thúc thúc, liệu ngài có thể nói cho ta biết, tại sao vừa rồi ngài không có tiết lộ thân phận bọn họ hay không? Chữ Phong Chí thở dài một tiếng, ngươi hẳn cũng đã nhận thấy, đúng vậy, chúng chính là ngư ơi của Vũ Hồn Điện, cho dù chỉ là hắc y nhân bình thường, nhưng cũng đều là hồn sư, hơn nữa ít nhất cũng đạt đến cấp bậc hồn tôn với ba hồn hoàn, có thể đồng thời điều động hai gã phong hào đấu la, hơn 1000 hồn tôn cũng chỉ có Vũ Hồn Điện mà thôi, cho dù là thất đại tông môn huy động toàn thể lực lượng cũng có thể so sánh với chúng nhưng cũng không có cách nào triệu tập toàn bộ được như Vũ Hồn Điện, sở dĩ ta không vạch trần thân phận bọn họ là vì ta không hy vọng tất cả mọi người ở nơi này đều chết vì chuyện này, ngươi cho rằng, Vũ Hồn Điện khi biết những người này biết được thì sẽ thả tất cả những người liên quan ra sao? Hàn quang trong mắt Đường Tam chợt lóe, giết người diệt khẩu. Chữ Phong Chí gật đầu, lúc trước Long Công, xà bà không có nói, Độc Cô tiền bối đang định nói thì bị Cúc Đấu La ngăn lại, chúng ta cũng không có nói, chính là không hy vọng cho Vũ Hồn Điện một lý do để giết người diệt khẩu, lần này bọn họ xem như bị nếm quả đắng, vì không muốn bại lộ thân phận Vũ Hồn Điện, hồn tôn cấp thấp cũng không có phóng thích vũ hồn, nếu không ngươi cũng không dễ dàng giết chết những người đó, nếu để bọn hắn phản ứng lại, thì đã có tổn thất rồi. Đường Tam trầm giọng nói, thúc thúc, Vũ Hồn Điện hướng ta động thủ, có đúng hay không bởi vì cha ta? Chữ Phong Chí trầm ngâm nói, không hoàn toàn như thế, ta nghĩ, Vũ Hồn Điện đối với ngươi ra tay một phần là do cha ngươi, phần còn lại cũng là bởi vì thiên phú của ngươi, bọn họ hẳn là đã điều tra tuổi của ngươi, không tới 15 tuổi đã có thực lực như vậy, ngươi không những là song sanh Vũ Hồn, mà còn là trực hệ đệ tử của Hạo Thiên Tông, thân phận này không thể nghi ngờ, một khi ngươi trưởng thành thì ngươi sẽ trở thành Hạo Thiên Đấu La, một khi ngươi mạnh lên, đối với Vũ Hồn Điện tất nhiên là bị uy hiếp rất lớn.
Đường Tam nói, chính là nguyên nhân này mà họ mới ám sát ta, mà bọn họ tại sao không phái vị Phong Hào Đấu La trực tiếp ám sát ta chứ, như vậy không phải phải dễ dàng hơn sao? Chữ Phong Chí lạnh nhạt cười, nói, Phong Hào Đấu La có tôn nghiêm của Phong Hào Đấu La, hôm nay xuất hiện hai người Phong Hào Đấu La, đều là thành viên của Vũ Hồn Điện trưởng Lão Đoàn, là người mà Giáo Hoàng tín nhiệm, cũng có thể nói là Giáo Hoàng đã ra lệnh bắt buộc hai người này xuất thủ, Phong Hào Đấu La là địa vị mà người khác tôn sùng, nếu để cho bọn họ đánh lén một người, mà còn là một tiểu hài tử, bọn họ như thế nào có thể nguyện ý, nếu đến đây đánh lén chỉ đạt đến Hồn Đấu La cấp bậc, có Phất Lan Đức cùng Nhị Long tại đây, bọn họ cũng không phải dễ dàng đắc thủ, kỳ thật, hôm nay trọng yếu nhất cũng không phải sự xuất hiện của chúng ta, mà là của Độc Cô tiền bối, ngươi hẳn phải cảm tạ hắn mới đúng, Vũ Hồn Điện sở dĩ phái ra hai gã Phong Hào Đấu La, chắc là đã đoán được ta cùng Kiếm Thúc tồn tại, chỉ là Độc Cô tiền bối xuất hiện, bọn họ mới lập tức lâm vào thế bí. Độc Cô Bác ha hả cười, nhìn Đường Tam, nói, tiểu quái vật, ngươi không cần phải cảm ơn ta. Đường Tam nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng quả nhiên không có nói ra lời cảm tạ, nhưng trong nội tâm hắn, hôm nay Độc Cô Bác không cần phải xuất chiến, nhưng lại ở trong lòng hắn đã khắc một dấu vết sâu sắc, vì cứu hắn, Độc Cô Bác chính là đắc tội với Vũ Hồn Điện. Chữ Phong Chí nói, ta nghĩ, ngươi cần phải hiểu rõ tình hình hôm nay một chút, hôm nay xuất hiện hai gã Phong Hào Đấu La, đầu tiên xuất hiện tên, Bạch Y tên là Nguyệt Quan, Vũ Hồn là Hoa Cúc, mệnh danh là Cúc Đấu La, hồn lực của hắn đại khái khoảng 94 cấp đến 95 cấp, đóa Hoa Cúc kỳ dị đó phi thường lợi hại, may là hôm nay hắn bị Kiếm Thúc khắc chế. Bóng đen xuất hiện sau đó, Phong Hào là quỷ, cấp bậc cùng Cúc Đấu La không sai biệt lắm, hắn có vũ hồn rất kỳ lạ, là quỷ mị, mà bổn thể của hắn cũng rất quỷ mị, nghe nói ngoại trừ Giáo Hoàng, cho tới bây giờ không ai biết diện mạo chính thức của hắn, hắn chính là một gã mẫn công hệ hồn đấu la cường đại, vật lý công kích rất khó có hiệu quả với hắn, tuyệt đối là Phong Hào đấu khó đối phó nhất. Độc Cô Bác lão mặt đỏ lên, quỷ mị tên kia quả thật lợi hại, dù nói thế nào ta cũng không phải đối thủ của hắn. Chữ Phong Chí trầm giọng nói, hai gã Phong Hào Đấu La này tại Vũ Hồn Điện chẳng những địa vị rất cao, hơn nữa còn trưởng quản hình pháp, chính là trụ cột trọng yếu của Vũ Hồn Điện, ngoại trừ một số tên trưởng lão giấu mặt ở trưởng lão điện ra, thì mọi việc đều do Giáo Hoàng cùng bọn chúng quyết định, chính là trợ thủ đắc lực nhất của Giáo Hoàng, nếu để ngươi một mình, chẳng may gặp bọn họ thì tuyệt đối là mất mạng, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cùng Kiếm Thúc trở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông, ở nơi này, ta mới có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Đường Tam cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn chữ Phong Chí, nói, chữ Thúc Thúc, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng ta không thể buông tay, Sử Lai Khắc Học Viện lần này trong đại hội cao cấp hồn sư học viện tinh anh toàn đại lục tính đến giờ này, thành tích cũng không phải do một mình ta cố gắng mà được, nếu bởi vì an nguy của ta mà bỏ rơi đồng đội thì ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chính mình, một khi có khúc mắc trong tâm, sau này ta tu luyện cũng tất nhiên sẽ không thuận lợi, cho nên, lần này vòng chung kết ta phải tham gia, ngài không phải mới vừa nói sao, trước khi đại hội chấm dứt, Vũ Hồn Điện hẳn là sẽ không công khai ám sát ta. Trong mắt chữ Phong Chí toát ra một tia tán thưởng, nhưng ngoài miệng lại nói, nhưng khi đại hội chấm dứt, nếu các ngươi thật sự đoạt được quán quân, nếu bị Vũ Hồn Điện đuổi giết tất nhiên so với hôm nay càng thêm kinh khủng, khi đó, cho dù là ta cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi, ta có thể tiết lộ một bí mật cho ngươi biết, tại trong thất đại tông môn, chỉ có thượng tam môn không thuộc về thế lực của Vũ Hồn Điện có thể làm khiến hai đại đế quốc kiêng kỵ rất nhiều, tại sao, chính là bởi vì thực lực tuyệt đối, ta dám nói, số lượng hồn sư mà lưỡng đại đế quốc hiện nay trong tay nắm giữ cũng không bằng một nửa của Vũ Hồn Điện. Dân nơi quê tôi gọi tôi tên là Ba Phi. Quý vị à, các bạn nha. Đây à, đây là Phi đang ngồi xe ở đâu quý vị? Đang ngồi ở trên xe ba gác của ông Hành đến từ này, nói chung là anh em nhóm của Ba Phi đang mong chờ nay đi làm cây nha quý vị mọi người. Nay thử thách tại kèm đi đốt cây chuối là lần đầu tiên luôn, nhỏ tới lớn trong đời là lần đầu tiên để làm cái công việc thử thách này nè mọi người. Bây giờ cũng mời quý vị và các bạn mọi người theo đốt kèm theo dõi Ba Phi đi đốt chuối như thế nào nha. Trước đó là tài xế là anh Tư Tụng. Đi theo trải nghiệm thử công việc này có ấy không? Có đốt được cái nhựa bằng như thế nào? Rồi sẽ chia sẻ cho quý vị và mọi người biết
ở dưới đây đúng cách đúng vừa như thế nào mà coi. Chuẩn bị lấy đồ nghề là đi cưa. Hôm nay đi chừng mới đã mọi người. Nay đi cưa đúng vừa. Điệu Hồ với Ba Phi đi tham quan theo của anh Tư đốn dừa nha cả nhà. Thể nghiệm. Quá đã. Thấy cái vàng dừa thấy mút con mắt luôn cả nhà. Đó, mọi người một chút là mình đốn những cây dừa cao thiệt là cao, mình sẽ hạ xuống một cấp gọn gàng. Để bên xe luôn phải không? Không, không xe bỏ vô rồi.
đốn siêu tài anh không cần kéo dây luôn hả ta? Vườn trống rồi phải vậy đi. Đó bây giờ là công đoạn là mình đo mình cắt vậy là mấy mét anh Tư? Mét ngay lấy rồi. Nói chung ở miền Tây bây giờ mọi người mấy dừa lão đảo hồi xưa mấy dừa này nói chung là có thể là nó hơn tuổi ba phi khoảng ba mấy bốn chục năm á, bởi vì lão đảo bây giờ đây người ta đốn ráo à, người ta sang lắp ra, giờ dân ở đây nó có tiền, nó có điều kiện nó đốn xong nó sang lắp, đừng nó trồng trồng gì là lạ đó. Cái này trồng trái sa kê. Không có dưỡng nước lắm, đó lấy hụt. À, vậy là xong cây dừa đó. Mấy tàu lá này nếu mà lấy về chỗ này anh thì... chủ nhà hả anh? Không có, này là anh làm. À. Làm quen luôn. Quen cáo. Đây. Dừa mật. Cây già, dĩa này già dữ ha. Dừa nước. Mật mượn dừa mật. Mấy dừa này ngon nè. Dừa uống nước ngọt lắm. À mọi người. Đây mình cũng mới biết lần đầu tiên anh Tư ảnh chia sẻ cái này nãy anh cưa ra mà lấy tay liếm vô nó rất là ngọt luôn, thiệt mọi người, nó ra nó có nước nè, thiệt á nè, mọi người thấy không, thấy rõ nước không, rất là ngọt nha, thiệt lần đầu mình cũng mới biết luôn, đốn mà vừa ra tự nhiên nó chảy nước ngọt ghê quá. Cái dừa biết chảy nước nữa, vậy là cái dừa này vừa cái rồi, bởi vậy nó không có trái thì phải rồi. Ở này anh Tư chiên đúng dừa nha, mọi người mà muốn đốn cây cối gì hoặc là mua cây cối gì liên hệ anh Tư, số điện thoại trên màn hình nha. Bỏ lên hả anh Tư? Khoan lại lấy đụng. Nào dừa. Kéo có mũi à. Mũi hả? Kiếm cá sạc đi, mùa này tao kiếm cái sạc gặp bắt chuối kìa. Để luôn, để luôn. Nhổng, nhổng để được. Lăn cái bánh cái, ông lăn cái bánh cái ông mới chạy được. Ừ. Nè, đó, coi ba phi rồi đó. Dương nồng. Đây, xong pha vô liền.
Nước bón nhỏ rồi. Dục luôn rồi. Ở vỏ có dao luôn á Trường. Rồi. Chứ công việc đóng dừa này nói chung là thi đằng nó nhẹ, mình không có sức thiệt, nhưng mà mình dùng thế. Nhưng mà mình làm cái gì cái này là mình làm phải kỹ, mình phải lên nói chung trước mắt mình làm cái gì mình phải là dầm trước nó sao. Chứ cái này mà lỡ sơ sức này, tại vì mấy cây nặng nè, nhiều khi nó bị ngã hoặc xô này kia, mình đẩy nó bị trượt á, có thể là ảnh hưởng tới người ta. Nhưng mà nói chung mình làm phải kỹ càng, mình làm cái gì cũng vậy. Nói chung là thì ai cũng vậy, mình làm cái gì cũng phải công việc làm phải ngó trước ngó sau, để cho cái nó không có tổn thương đến cơ thể của mình. Để đi đó giờ. Rồi cây này chuẩn bị lên xe. Tiếng cười dân quê sao à vui, tiếng cười còn vang lên ngàn sao, chuyện xưa nhớ mãi.